Thì trước đây trong những một loạt series nói về kem dưỡng da Olay của Mỹ là dưỡng da vùng mắt không? Thì tại sao họ lại thiết kế riêng da quanh vùng mắt như thế này mà chúng ta không dùng những cái loại kem dưỡng da bình thường để mình dưỡng da vùng mắt luôn? Nó có cái nguyên nhân của nó. Quanh vùng mắt của mình á là một cái vùng da rất là nhạy cảm. Rồi cái sản phẩm dưỡng da vùng mắt như thế này nó sẽ phù hợp và nó dịu dàng nhất cho cái vùng da mắt của mình. Dưỡng da vùng mắt tốt nhất á là trong cái kem đó nó sẽ chứa cái thành phần retinol, hai á peptide, Olay, retinol dưỡng da mắt mà thằng thấy là ổn nhất, tốt nhất cho tới hiện tại. Bước thứ hai đó là cái loại mà collagen peptide, Olay hyaluronic, vitamin C peptide, kem dưỡng mắt Olay 7 trong 1 nè. Peptide dễ thương không? Trời ơi, nhỏ nhỏ vậy thôi chứ dùng được lâu lắm nha. Tại vì mỗi lần mình dưỡng da mắt á, mình chấm xíu thôi, mình vừa chấm xíu ở đây mình massage, massage thẩm thấu vô, massage từ từ nhẹ nhàng theo hình vòng tròn mọi người nha. Đừng có massage quá mạnh để mà nó làm cho cái vùng da của mình nó bị chảy xệ. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hằng. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip review những sản phẩm mới nha.